ơn các bạn trở lại với video review sản phẩm của kênh điện tử DT. Ở video này mình sẽ review về sản phẩm đó là mạch tăng hạ áp tự điều chỉnh ZK4KX. Mạch tăng hạ áp tự điều chỉnh có chức năng ổn áp ở ngõ ra cho dù điện áp đầu vào có thay đổi cao hơn hoặc thấp hơn điện áp đầu ra, với điện áp đầu vào từ 5 cho đến 30V và điện áp đầu ra tùy chỉnh từ 0.5 cho đến 30V. Chức năng tùy chỉnh thông số bằng encoder với độ phân giải tùy chỉnh là từ 0.01 cho độ chính xác cao. Mạch được thiết kế với màn hình LCD cho giao diện trực quan. Mạch có đầy đủ tính năng ưu việt tích hợp như khởi động mềm, bảo vệ điện áp thấp đầu vào, bảo vệ quá áp đầu ra, bảo vệ quá dòng đầu ra, bảo vệ quá công suất, bảo vệ quá nhiệt, bảo vệ quá thời gian và bảo vệ quá dung lượng. Ngoài ra mạch còn có tính năng hiển thị công suất tải, dung lượng tiêu thụ và thời gian hoạt động trong quá trình sử dụng. Và một số thông tin chi tiết khác các bạn có thể truy cập điện tử DT hoặc truy cập vào đường link ở dưới phần mô tả video để xem chi tiết. Hiện tại sản phẩm đang được bán trên website điện tử dt.com. Từ trình duyệt các bạn truy cập điện tử dt.com, tìm kiếm với từ khóa DAT3817, sau đó xem chi tiết, hoặc mình sẽ để đường dẫn sản phẩm ở dưới phần mô tả video, các bạn truy cập xem chi tiết và đặt hàng. Và bây giờ mình sẽ giới thiệu cấu tạo cũng như một số phím chức năng có trên mạch. Mạch sử dụng màn hình LCD để hiển thị thông số. Phía trên có hai đèn LED ký hiệu là ON và CC. ON hiển thị cho trạng thái hoạt động của mạch. Khi đèn ON sáng, mạch sẽ xuất ra điện áp và dòng điện tương đương với giá trị mà chúng ta đã cài đặt. Khi đèn ON tắt thì điện áp đầu ra sẽ bằng 0. Để đảo được trạng thái này, chúng ta nhấn vào núm xoay. Và đèn LED CC là đèn LED hiển thị trạng thái báo lỗi khi mà các giá trị vượt quá các thông số cài đặt trong chức năng bảo vệ. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chuyển đổi giá trị hiển thị. Trên màn hình LCD đang hiển thị chữ AU và 12.37V là điện áp đầu ra mà chúng ta đã cài đặt. Chúng ta nhấn giữ phím SV kép để chuyển đổi sang giá trị điện áp đầu vào. Màn hình đang hiển thị là chữ IN và 9.07V là điện áp đầu vào. Chúng ta nhấn giữ phím SV kép một lần nữa để chuyển sang hiển thị giá trị nhiệt độ của mạch. Và phía dưới đang là 0.0A. Để chuyển đổi giá trị hiển thị này, chúng ta nhấn phím SW một lần. Và trên màn hình LCD đang hiển thị là 0.0W là hiển thị cho công suất. Ta nhấn phím SW một lần nữa để chuyển sang giá trị hiển thị ampere giờ. Và cũng như vậy, nhấn một lần nữa để chuyển sang hiển thị thời gian hoạt động của mạch. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho bạn các cách cài đặt điện áp và dòng đầu ra. Và ở đây điện áp đầu vào cần cấp là từ 5 cho đến 31V. Và ví dụ ở đây mình sẽ cấp 9V cho mạch. Và ở đây hai thông số đầu ra mà chúng ta có thể cài đặt được đó chính là điện áp và dòng điện. Để cài đặt được điện áp, chúng ta nhấn nút UI một lần. Trên màn hình sẽ nháy tại vị trí số cần điều chỉnh và chúng ta dặn nấm xoay sang vị trí ngược chiều kim đồng hồ để giảm và cùng chiều kim đồng hồ để tăng. Và để thay đổi được vị trí nháy này, chúng ta nhấn vào nấm xoay và cũng điều chỉnh nấm xoay để tăng giảm. Và để cài đặt được dòng tối đa đầu ra, chúng ta nhấn phím UI một lần nữa. Và cũng như vậy, trên màn hình sẽ nhấp nháy tại bit mà chúng ta cần điều chỉnh. Và để thay đổi được vị trí nhấp nháy này, chúng ta cũng nhấn vào nấm. Và sau khi cài đặt xong thông số, chúng ta nhấn phím UI một lần nữa để mạch lưu giá trị. Hoặc để khoảng 10 giây mạch sẽ tự lưu giá trị. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho bạn các cách cài đặt trạng thái khởi động mặc định khi mở nguồn. Ở đây mình sẽ có hai trạng thái là Open Off và Open On. Ở trạng thái Open On, khi chúng ta vừa cấp nguồn cho mạch thì lập tức mạch sẽ ở trạng thái On, là trạng thái mà mạch sẽ xuất điện áp đầu ra. Còn ở trạng thái Open Off, khi chúng ta cấp nguồn cho mạch thì mạch sẽ ở trạng thái Off. Để cài đặt được trạng thái khởi động mặc định Open On hoặc Open Off, chúng ta cài đặt như sau. Chúng ta nhấn giữ phím UI 3 giây. Trên màn hình sẽ hiển thị chữ Open Off. Để chuyển sang Open On, chúng ta nhấn giữ nấm xoay. Trên màn hình LCD sẽ hiển thị chữ Open On. Và chúng ta nhấn giữ phím UI 3 giây. Như vậy mạch đã chuyển sang trạng thái Open On. Để đổi lại chế độ Open Off,
chúng ta nhấn giữ phím UI 3 giây. Trên màn hình sẽ hiển thị chữ Open On. Chúng ta sẽ nhấn giữ nấm Save 3 giây. Khi màn hình hiển thị chữ Open Up, chúng ta nhấn giữ phím UI 3 giây. Như vậy là mạch đã chuyển sang trạng thái khởi động mặc định là Open Up. Và tiếp theo mình sẽ hướng dẫn cho bạn cái cách cài đặt các chế độ bảo vệ cho mạch. Ở đây mình sẽ có 7 chế độ và tương ứng sẽ có 7 mã để hiển thị cho trạng thái của từng chế độ. Và đầu tiên mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách cài đặt chế độ bảo vệ điện áp thấp. Chúng ta nhấn giữ phím UI 3 giây. Ta tiếp tục nhấn phím F kép cho đến khi màn hình hiển thị chế độ chúng ta cần cài đặt. Và ở chế độ bảo vệ điện áp thấp thì mặc định là 4,8V. Bây giờ mình sẽ ví dụ là mình cài đặt báo điện áp thấp của điện đầu vào là 6V. Có nghĩa là khi điện đầu vào thấp hơn 6V thì mạch sẽ báo lỗi. Và mình sẽ cài đặt ở đây là 6V. Sau khi cài đặt 6V xong, chúng ta nhấn chữ phím UI 3 giây để mạch lưu giá trị. Bây giờ mình sẽ ví dụ mình sẽ cho điện đầu vào là 5V. Sau đó mình chuyển mạch sang chế độ ON. Lập tức trên màn hình sẽ báo lỗi là LUP, là lỗi là điện áp thấp. Và tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt chế độ bảo vệ quá áp. Mặc định ở đây là 31V. Và bây giờ mình sẽ ví dụ mình cài đặt quá áp ở 25V. Để vào cài đặt quá áp, chúng ta cũng nhấn giữ phím UI. Sau đó nhấn phím SV kép cho đến khi hiển thị chữ OUB. Và ở đây mình sẽ cài đặt là 25V. Sau đó nhấn giữ phím UI 3 giây để mạch lưu giá trị. Và ví dụ là mình sẽ cho ngõ ra cao hơn 25V. Sau đó chuyển mạch sang trạng thái ON. Lập tức mạch sẽ báo lỗi là OUB, là báo điện áp ngõ ra cao hơn điện áp báo lỗi mà chúng ta đã cài đặt. Ở đây là 26V, cao hơn 25V. Và tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt chế độ bảo vệ quá dòng. Để cài đặt được chế độ quá dòng, các bạn cũng nhấn giữ phím UI, sau đó nhấn phím SV kép cho đến khi hiển thị chữ OCB. Mặc định ở đây là 4,1A. Và ở đây mình sẽ ví dụ là mình có động cơ DC hoạt động không tải với dòng là 0,47A. Và bây giờ mình sẽ ví dụ mình cài đặt ngưỡng bảo vệ là 1A. Sau đó mình nhấn giữ phím UI 3 giây để mạch lưu giá trị. Và ở đây mình sử dụng động cơ DC 12V cho nên mình sẽ chỉnh điện áp đầu ra là 12V. Sau đó mình chuyển sang trạng thái ON. Và motor đang hoạt động với chế độ không tải là khoảng 0,5A. Và bây giờ ví dụ mình hãm trục của motor lại để tăng dòng hoạt động của motor. Và khi dòng hoạt động của motor tăng trên 1A, lập tức mạch sẽ báo quá dòng là OCB. Và để trở về cài đặt, chúng ta nhấn vào nấm Save. Và tiếp theo mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách cài đặt chế độ bảo vệ quá công suất. Cũng như vậy, chúng ta nhấn giữ phím UI và nhấn phím V kép cho đến khi trên led hiển thị chữ OBB. Mặc định là 50W. Và ví dụ ở đây mình sẽ cài đặt là 10W. Sau đó nhấn phím UI 3 giây để mạch lưu giá trị. Và ở đây motor đang hoạt động với công suất không tải là 5,9W. Và bắt đầu mình cũng hãm lại trục motor để tăng công suất hoạt động của motor. Khi công suất hoạt động của motor vượt qua 10W thì lập tức mạch sẽ chuyển sang chế độ off và báo OBB là báo lỗi quá công suất. Và tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách cài đặt ngưỡng bảo vệ quá dung lượng. Cũng như vậy, chúng ta nhấn giữ phím UI 3 giây, sau đó nhấn phím SW cho đến khi màn hình hiển thị chữ OAB. Mặc định của chế độ này là off. Để mở lại chế độ này, chúng ta nhấn giữ nấm Save. Và ví dụ ở đây mình sẽ cài đặt dung lượng là 0,02A. Sau đó nhấn giữ phím UI 3 giây để mạch lưu giá trị. Khi motor hoạt động hết dung lượng đã cài đặt là 0,02A và mạch sẽ chuyển sang trạng thái off và báo là OAB.
Và tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách cài đặt ngưỡng bảo vệ quá thời gian. Cũng như vậy, mình nhấn giữ phím U 3 giây và nhấn phím V kép cho đến khi trên led hiển thị chữ OHB. Mặc định của chế độ này cũng là off. Để mở lại chế độ này, chúng ta nhấn giữ nấm xoay. Và ví dụ ở đây mình sẽ cài đặt thời gian hoạt động của mạch là 1 phút. Sau khi cài đặt thời gian xong, chúng ta nhấn giữ phím UI 3 giây để mạch lưu giá trị. Thời gian sẽ được tính khi mạch ở trạng thái on. Và sau khi mạch hoạt động thời gian là 1 phút, trên màn hình sẽ báo là OHB là ngưỡng bảo vệ là quá thời gian. Và để tắt chế độ bảo vệ quá thời gian này, chúng ta nhấn giữ phím UI 3 giây. Sau đó nhấn phím SB kép cho đến khi hiển thị chữ OHB. Sau đó nhấn giữ nấm xoay trên màn hình hiển thị sang trạng thái off và nhấn phím UI 3 giây để mạch lưu lại. Và tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt chế độ bảo vệ quá nhiệt độ. Cũng như vậy, mình nhấn giữ phím UI 3 giây, sau đó nhấn phím SB kép cho đến khi trên màn hình hiển thị chữ OTB và nhiệt độ cài đặt bảo vệ quá nhiệt độ ở đây thấp nhất chúng ta có thể cài đặt là 80 độ C, cao nhất chúng ta có thể cài đặt là 110 độ C. Mặc định của mạch là 110. Và ví dụ ở đây là mình cài đặt là 80 độ C. Sau đó nhấn giữ phím UI 3 giây, mạch sẽ lưu giá trị. Điều này có nghĩa là khi mạch hoạt động với tải công suất cao và nhiệt độ vượt qua 80 độ C thì mạch sẽ chuyển sang trạng thái off và màn hình sẽ hiển thị chữ OTB để báo nhiệt độ là quá nhiệt. Và cuối cùng là mình sẽ hướng dẫn bạn cách hiệu chỉnh điện áp và dòng điện. Như đây, nếu không thật sự cần thiết, các bạn không nên điều chỉnh ở trong cái thông số này để tránh gây sai lệch trong quá trình sử dụng. Để hiệu chỉnh được điện áp và dòng điện, chúng ta nhấn giữ phím UI. Sau đó nhấn phím SV kép cho đến khi trên màn hình hiển thị chữ CL. Và phía trên hiển thị là chữ IN. Các bạn có thể điều chỉnh thông số này cho chính xác theo nguồn đầu vào của các bạn. Sau đó nhấn giữ nấm xoay cho đến khi trên màn hình hết nhấp nháy. Sau đó mình nhấn phím SW một lần nữa để chuyển sang hiệu chỉnh điện áp đầu ra. Cũng như vậy, mình điều chỉnh nấm xoay để tăng giảm giá trị. Sau đó nhấn giữ nấm xoay cho đến khi màn hình hết nhấp nháy là mạch đã lưu giá trị. Đối với giá trị dòng điện, chúng ta cũng thực hiện tương tự. Sau khi cài đặt xong, chúng ta nhấn giữ phím UI 3 giây để mạch lưu giá trị. Như vậy là vừa rồi là mình đã hướng dẫn các bạn cách hiệu chỉnh điện áp và dòng điện. Và video review về sản phẩm mạch tăng hạ áp tự điều chỉnh của điện tử DT đến đây hết. Các bạn có bất cứ thắc mắc gì hãy để lại bình luận ở dưới phần mô tả video. Nếu thấy hay, hãy like và đăng ký để nhận được thông báo khi mình đăng video mới. Cảm ơn các bạn.